có một hình ảnh, vài hình ảnh đó sư. Dạ đây, dạ đây. Kalama có một số chuyện sau đây cũng cần bà con hỏi thì mình mới dám nói. Có một số chuyện sau đây đó là trong thời gian mà chờ cho các chuyến bay quốc tế được nối lại từ bên ngoài và Miến Điện ấy, thì cái công trình trải đường vẫn đang là được xúc tiến đều đặn. Chúng ta chỉ mất có 10 hôm lockdown ở Berlin thôi, chứ còn sau đó thì công việc vẫn tiếp tục. Cách đây 3 hôm thì chúng ta có một cái đường dây điện được kéo vào trong Calama rồi. Còn cái giếng, còn vấn đề đó là điện, còn vấn đề nước đó, thì chúng ta có hai cái đứng trước hai cái trọng lượng. Một là chúng ta kéo nước máy về, còn không thì ở trên đó chúng ta có ít nhất là bốn cái giếng nước. Bốn cái giếng nước cũng phải nhờ kỹ sư họ lên là kiểm nghiệm á, xong rồi mình có nhớ đó mình nước xài thì không có ngại, vì mình cũng có người họ cúng cho cái hệ thống lọc nước. À, hai chuyện thì chuyện thứ nhất là xây dựng, là đang tiếp tục xây dựng, thì cái trai đường cũng là 10, diện tích nó là 12-24, rồi mai sau thì sau cái tháng 4 á, thì bắt đầu cái thiền đường này cũng diện tích là 12-24, và trước mắt thì chúng ta có được 8 phòng, chúng ta có được 8 phòng rồi rồi cái trai đường trước mắt á, tới tháng 4 này là phải chúng ta có được cái trải đường. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tin được rằng chúng ta có thể có được một lớp học 20 người. Ngày hôm qua là chúng tôi có nhận thêm được một cái thiền thất nữa, thì bốn thiền thất là 4 phòng á, thì cũng có bà con hỗ trợ thêm được 4 cái phòng nữa. Coi như cái tài chính mà cho cái trải đường thì đường không có lo, nhưng mà cốc thì mới có thêm được một cái, chứ còn hiện giờ thì chúng tôi không có tiền cho cốc cái cho mấy cái phòng, là tạm thời là trước mắt không có. Chúng ta chỉ có tiền cho cái trải đường với thiền đường và cái tượng Phật nằm thôi. Đặc biệt tượng Phật người ta cho tiền đủ rồi, tượng Phật nằm 12 mét là người ta cho tiền rồi, tượng Phật đứng cao 3 mét người ta cho rồi, nhưng còn mấy cốc thì chưa. Còn cái chuyện, một cái chuyện nữa đó là các cái thiền thất ở là riêng, mà thiền thất để bà con ngồi thiền ban ngày thì cũng đã có rồi. Cái phần đó thì chúng tôi là tội khanh chịu phần đó bằng cách là chúng tôi lấy tiền bán sách đó. Chúng tôi gom bữa nay thì đủ rồi, đủ cho tám cái thạch đăng. Mỗi một cái thạch đăng vậy đó thì chiều cao nó là 2 mét, bề ngang nó 2 mét, cái chân của nó là 2 mét, nó là cái, nó giống như là cái đèn đá trong vườn Nhật vậy đó, nhưng mà đèn đá là vườn Nhật người ta chỉ để trang trí thôi. Còn riêng ở đây thì 8 cái này đó là nó là cái chỗ bà con có thể nằm trong đó. Chúng tôi đã tính rồi, nghĩa là một ông tây bà nằm mà 1m7 1m8 có thể vào trong đó đứng ngồi nằm thoải mái trong đó, nhưng mà dĩ nhiên trong đó không có toilet, không có nhà tắm, trong đó chỉ để sử dụng ban ngày thôi. Thì như vậy là chúng ta trai đường không lo, thiện đường không lo. Tám cái đó thì phần chúng tôi lấy tiền bán sách đó. Chúng tôi gom đầy đủ rồi, điện nước cũng đã có xong hết, coi như là bà con cứ thanh thản chờ đợi cơn dịch Covid lắng xuống thì coi như là chúng ta hoàn toàn là có thể gặp lại nhau và nói vui vẻ. Và như tôi cũng nhắc lại một chút đó là ở đó, nhắc lại nhanh thôi, là ở đó chúng ta có cái tiêu chí hoạt động của Calama là không có đi theo một cái truyền thống nào duy nhất, mà mỗi một cái thiền khóa như vậy kéo dài khoảng 2 tuần cho đến 3 tuần, chúng ta sẽ thỉnh một vị thiền sư từ một cái truyền thống nào đó, ví dụ như truyền thống Mahasi, truyền thống Upanita, truyền thống Pa-ao, truyền thống Ngô Cốc, về đó dạy cho chúng ta một thiền khóa như vậy, dạy chúng ta một hoặc là 2 đề mục. Thì ví dụ như cái thiền khóa đầu tiên là mình học về hơi thở. Thiền khóa thứ hai là về 4 vô lượng tâm, thiền khóa thứ ba có thể là về niệm Phật, thiền khóa thứ tư là thể trược, thiền khóa thứ năm là các gọi là chánh niệm trong tiểu quay nghi, tiểu quay nghi là các tư thế sinh hoạt. Thì mỗi lần thiền khóa như vậy thì chúng ta sẽ mời một vị từ một truyền thống nào đó qua quen biết, và đặc biệt là mình ưu tiên cho những vị mà từ đó có tiếng, ưu tiên những vị có tiếng trước.
không phải chúng ta lựa lựa chọn cái tiếng tâm đâu, nhưng mà dĩ nhiên mình họ có tiếng thì mình mới xác định được chứ. Và ưu tiên thứ hai là lựa những vị mà nói được tiếng Anh, còn không thì phải nhờ những vị họ phiên dịch từ tiếng Miến sang tiếng Việt cho bà con, thì cái bằng này cũng hạn chế, vì người Việt mình nghe được tiếng Anh cũng nhiều và tìm được cái người Việt dịch nên tiếng Anh ra tiếng Việt cũng nhiều, trong khi đó là tiếng Miến thì hạn chế hơn. Thì đó là đại khái mấy câu hỏi liên quan đến cái thiền đường Kalama. Và một chuyện cuối cùng cũng phải thưa với bà con là do tình hình dịch Covid cho nên có một việc mà lẽ ra nó nằm đằng sau cái chuyện tu học ở Kalama, đó là những hoạt động xã hội. Ở đó chúng tôi không có chủ trương hoạt động xã hội, nhưng mà chủ trương là hỗ trợ trong khả năng các tăng ni trong vùng mà mình tính là mình về đó mình mới làm. Mà không ngờ do cái đại dịch á, cho nên chúng ta đã đi trước một bước, nghĩa là chưa có khóa thiền nào hết, mà chúng ta đã có những cái đóng góp nhất định. Ví dụ như trên thông báo thì chúng tôi thông báo rằng trong tuần lễ vừa rồi thì Kalama đã hỗ trợ cho non 600 vị ni, nhưng mà tổng kết từ đầu mùa đến bây giờ thì đêm vừa rồi chúng tôi nhận được tin là tổng cộng đã là 1.500 vị ni ở những vùng sâu vùng xa đã được hỗ trợ mắm muối gạo đường dầu ăn và đậu, được 1.500 vị ni. Thì đó là bước thứ hai, đúng là Kalama tu thiền là ưu tiên một, ưu tiên hai mới là hỗ trợ tài chính, hỗ trợ vật chất cho những tăng ni khó khăn. Nhưng bây giờ thì cái chuyện mà thứ hai đó lại được đôn lên thành số 1 rồi. Nhưng mà dĩ nhiên sau mùa dịch thì chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta ưu tiên như vấn đề tu học ở tại Kalama. Và mỗi khóa thiền như vậy, chúng ta mỗi ngày chúng ta cũng có 2 giờ đồng hồ để có một lớp giáo lý. Lớp giáo lý nó gắn liền với những gì mà quý vị được thiền sư hướng dẫn trong ngày. Này, mỗi ngày chúng ta có 2 giờ đồng hồ. Bà con nào không có nhu cầu thì cứ tiếp tục lên thiền viện, thiền đường ngồi tu thoải mái. Bà con nào có nhu cầu thì tức là cần thêm một tí lý thuyết á, thì chúng ta còn một lớp học để gái như vậy. Và sáng nay thì chúng ta có một cái bài giảng mà theo cái yêu cầu của nhiều người, nhiều lắm. Cho tới bữa nay chúng tôi còn ở trong kho, chúng tôi còn là khoảng 4-5 đề tài mà bà con yêu cầu. Thì sáng nay, đề tài sáng nay nó có, tôi cho rằng nó là một, có một cái nội dung thiết thành, cấp thiết, gần gũi bà con. Đó là do cái tình hình dịch bệnh ấy, bà con mình hạn chế đi lại và sinh hoạt ăn uống tùy thuộc theo cái khả năng mà mình có được. Và chính từ chỗ này rất có thể là nhiều cái bệnh do ăn uống sinh hoạt nó lại nảy sinh. Đây, ví dụ như 2 ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt đọc nhiều về cái bệnh sỏi thận, đặc biệt bởi vì vào tháng 5 năm 16 chúng tôi đã mổ một lần, và bây giờ nó đang hình thành trở lại, nghe đau thì ra đi ultrasound thì bác sĩ cho biết là nó đang hình thành. Chưa uống nước thì uống nước nhiều thì nó hết thôi, nhưng mà trong lúc mà đọc nhiều về các tài liệu của nước ngoài lẫn tài liệu trong nước, chúng tôi nhận ra một chuyện buồn cười, mình buồn nhiều hơn cười, đó là có những tài liệu họ khuyên mình là nên tránh cái này tránh cái kia, thì một tài liệu khác nó kêu mình nên uống những thứ mà bên kia kêu tránh. Các bạn thấy mệt mỏi không? Thì trong room này mình thấy toàn là bác sĩ dược sĩ không à, thì cái phần đó là phần để cho các vị phán đoán. Nhưng các vị cứ vào trong Google, các vị đánh cái chữ là sỏi thận nên ăn gì uống gì á, thì các vị thấy khiếp lắm. Chẳng hạn như cái cranberry, cái cranberry thì có người thì họ khuyên là nên uống cái nước ép từ cái trái như đó để mà giúp cho tan sỏi thận. Có người thì họ nói là không có nên, bởi vì nó sẽ kích thích phát triển cái sỏi. Cho nên tại sao mà tôi đem cái đề tài đó, tôi nói ở đây tôi muốn nói một chuyện thế này. Bây giờ các lớp học online từ sau cái mùa từ sau cái mùa Covid mọc đầy lên hết. Bây giờ trường lớp thầy bà tràn lan, thì có những người quen của tôi hỏi tôi nên học lớp này lớp kia hay không, thì tôi có ý thế này.
tất cả các lớp giáo lý, nếu mà điều kiện cho phép thì mình nên tham dự, chỉ có tốt chứ không có gì xấu hết. Nhưng mà mình đi tìm đạo trong cái tâm thế của một người bệnh, mà đi mà đọc sách là đọc cả cái y thư, y liệu nha, nhớ cái đó. Có nghĩa là sao, đã bị bệnh thì phải đọc sách, ngoài cái chuyện đi gặp thiền sư tức là gặp bác sĩ ra đó, chúng ta phải về đọc thêm, đọc thêm kinh điển, tức là tôi gọi là y thư đó, y thư y liệu. Rồi từ đó có những cái phác đồ nó hợp lý đối với mình. Đấy. Thì chúng ta ở đây chúng ta có một số bài kinh, có một số bài kinh để chúng ta lấy làm nền nha. Tôi xin thưa một chuyện nữa, tất cả thầy bà đều phải dựa kinh điển hết nha, chứ còn ý kiến riêng tư của mình thì nó nằm ở diện tham khảo cho vui thôi. Thì chúng ta ở đây chúng ta có hai bài kinh, một bài kinh gọi là kinh Bát Đoán Phật Pháp của bà Gautami trong Tăng Chi, trong cái phần tám pháp. Rồi cái bài kinh thứ hai cũng nằm ở cái địa chỉ đó, có nghĩa là cũng Tăng Chi bộ phần tám pháp, đó là cái bài kinh gọi là tiếng Pali gọi là Tê Kích Sát Sutta, ngày Minh Châu ngày dịch là kinh Y Thuật, tiếng Pali gọi là Tê Kích Sát Sutta nha, Tê Kích Sát Sutta. Thì ở bài kinh thứ nhất á, là bài kinh bà Gautami Bát Đoán Phật Pháp, thì bà vào hỏi Phật Bạch Thế Tôn, chúng con dựa vào đâu để có thể tin được đó là lời Phật dạy này. Thì Phật dạy rằng á, là cái pháp môn nào mà càng tu tập ấy, mà nó dẫn đến cái sự ly tham thiểu dục buông bỏ thì đó là Phật pháp. Cái pháp môn đường lối nào càng đi theo mình càng thích sống độc cư một mình, không có thích quần tụ đám đông. Đấy. Cái pháp môn nào mà mình càng đi theo mình càng trở thành cái người dễ nuôi, chứ phải dễ vui nha, dễ nuôi. Có nghĩa là cái nhu cầu sinh hoạt, nhu cầu vật chất ngày một đơn giản hơn, thì đó chính là Phật pháp. Càng tu càng buông bỏ, càng tu càng dễ nuôi, càng tu càng thích sống một mình, càng tu càng trở nên tinh tấn hơn. Thì đây là những cái tiêu chí, những cái đặc điểm, những cái nét đặc thù của cái gọi là lời Phật. Nên còn cái gì mà cái đường lối nào, pháp môn nào mà nó đi ngược lại những cái tinh thần ấy, thì cái đó không phải là lời Phật. Nhớ nha, càng theo thì càng an lạc, càng theo càng dễ nuôi, càng theo càng tinh tấn, càng theo càng thiểu dục ly tham, càng buông bỏ. Thì buông đây nó gồm có cái gì? Buông đây nó gồm có hai, tôi nói hoài. Cái này trong chú giải nói nha, chứ phải tôi nói trong chú giải nói. Buông này buông bỏ, ly tham nó có hai. Một là ly tham trong hiện hữu, hai là ly tham trong hưởng thụ. Có chỗ nói gọn như vậy. Còn có chỗ nói ba, có nghĩa là ly tham đây, có nghĩa là lìa bỏ ba cái ý niệm hưởng thụ, ý niệm thích hiện hữu và ý niệm thích sở hữu. Còn có chỗ chỉ nói gọn thôi, ly tham trong hiện hữu và ly tham trong hưởng thụ thôi. Nhưng mà mình cũng hiểu ngầm, hãy có hưởng thụ thì nó nảy ra ý niệm sở hữu nha. Thì ly tham đây là gì? Nãy tôi vừa nói đó. Bây giờ các vị còn trẻ, các vị còn khỏe, các vị cái đầu óc còn tỉnh táo, minh mẫn, bén nhạy, mình còn thích lý luận, mình còn có một tí thơ, một tí nghệ sĩ tính trong người, mình thích những cái triết lý xa vời, lãng đãng, mơ màng mộng mị nha. Nhưng mà sẽ có một ngày mà mình nhận được cái kết quả xét nghiệm của bác sĩ cho mình biết là mình sẽ không còn bao lâu, hoặc là mình phải chịu nhiều đau đớn trong thời gian sắp tới trong trị liệu. Thì lúc đó mình mới thấy ra một điều, thì ra những gì mình học và những gì mình hành á, nó phải là những gì thật sự cần thiết nha. Chứ chúng ta không thể nào giờ này mà còn ngồi đó mà triết lý rồi thơ thảnh rồi để lúc đó xài mới được nha, xài mới được, xài mới được. Thì theo cái tinh thần của bài kinh Gautami đó, thì ở đây Đức Phật ngài xác nhận ra cái điều, ngài xác định, ngài khẳng định là cái pháp môn đường lối nào mà mình càng tu tập mình càng có khả năng buông bỏ, buông bỏ đối với hiện hữu và buông bỏ đối với về hưởng thụ là sao? Buông bỏ đối với hiện hữu có nghĩa là luôn luôn ý thức được rằng cái tấm thân này nó là khổ, dầu muốn dầu không mình phải cưu mang nó đẹp, nó xấu, nó trẻ, nó già, nó khỏe, nó đau, nó như thế nào đi nữa thì nó là cái gánh nặng, tùy từ cái thân này mà nó nảy ra bao nhiêu cái khổ nạn nhân gian. Thấy như vậy, và ngài cho mình nhiều cái đề mục lắm, đề mục về bất tịnh,
thị thân này từ trên đầu xuống tới gót chân là một cái túi đồ dơ, do ràng rịch rồi che chắn rồi bao biện thì thấy nó kín đáo rồi, ở ngoài thì tô phết sơn vẽ cho ngó cho nó được đường chút, chứ còn trong thì nó ba ngày mà không vệ sinh thì hoa hậu cũng bốc mùi nha. Rồi đó là mình phải thấy được cái hiện hữu này nó là khổ. Tại vì đây tôi đang nói thân nhân loại đó, còn mà thân chư thiên thì khó thấy, nhưng mà ít ra thì nếu một vị trời mà có trí tuệ thì vị cũng thấy rằng sau khi mà lìa bỏ cái thân xương khối của chư thiên rồi đó, thì cái đường luân hồi của phàm phu là bất định, là bất trắc, là bấp bênh nha. Một vị trời có trí thấy như vậy cũng không có đắm đuối hưởng thụ cái thiên lạc, cái khoái lạc của thiên giới nữa. Còn cõi người mình thì dễ thấy lắm, sướng lắm thì cũng không quá 100, mà thêm nữa là tết thèm 70 thì coi như là không còn muốn ăn uống đi đứng sở hữu, không còn gì để hưởng thụ thích thú đam mê nữa rồi nha. Đó là lìa bỏ cái ý niệm sở hữu, rồi cái thứ hai ở ý niệm hiện hữu, rồi cái hai là ý niệm hưởng thụ. Có nghĩa là sẽ có một ngày mình nhận ra rằng cái mình gọi là khoái lạc, cái hưởng thụ nó chỉ là cái sự thỏa mãn những cái nhu cầu dĩ vậy thôi. Người có nhiều nhu cầu thì phải cần đến nhiều cái khả năng thỏa mãn nhu cầu, mà để có được những khả năng đó chúng ta phải đi cài bừa cuốc xới cực lắm, phải đi cài để có thể thỏa mãn những nhu cầu làm đẹp, nhu cầu về sức khỏe, nhu cầu tiền bạc, nhu cầu ăn xài, nhu cầu giao tiếp, nhu cầu đi lại, nhu cầu thông tin, nhiều nhu cầu lắm quý vị nha. Cho nên là thấy về cái ngán, người tu ngán, và tôi nhắc lại một lần nữa thì những cái đề mục mà Đức Phật cho mình á, ví dụ như đề mục niệm về bất tịnh, đề mục niệm về sự chết, đề mục niệm về các cái hình thức tử thi sát người đó, thì tôi giảng bài kinh này thì tôi vẫn nhắc là một đoạn kinh, không phải lời của tôi mà là lời Phật, để các vị theo pháp ta thuyết giảng cho người thấy chứ không phải là cho người không thấy, cho người hiểu chứ không phải là cho người không hiểu, giảng cho người có mắt chứ không phải là giảng cho người mù, không? Thì ở đây hên xui thì nói cầu may thôi, thì nếu ai đó có duyên lành giải thoát ở làm mặt thì làm được bao nhiêu thì làm. Tôi xin nhấn mạnh đến điểm này, đó là nếu mình có 35 mặt thì mình ngay từ bây giờ, ở lứa tuổi nào không quan trọng, mà ngay từ bây giờ, kể từ bây giờ và ngay tại đây, chúng ta phải thấy rằng mình phải có khả năng đón nhận cái chết một cách thanh thản. Thì tôi cho rằng đó là cái dấu chỉ tích cực cho biết bà con đã tu đúng. Tôi nói lòng vòng để tôi chốt lại cái câu mà tôi đặc biệt chú ý trong bài giảng hôm nay: tu như thế nào đó mà chúng ta có thể dễ dàng lìa bỏ thân này trong cái sự thanh thản. Cái bị chết trong cơn hôn mê tôi không ý kiến, đã nó mê biết gì nữa, nhưng mà nếu mà trong tỉnh táo không thì bà con có thể dễ dàng lìa bỏ cái sở hữu, dễ dàng lìa bỏ sự hiện hữu. Hai cái đó quan trọng lắm. Chẳng hạn như đề mục hơi thở, mình thấy nó vậy nó sâu lắm. Một người tu tập đề mục hơi thở lâu ngày, lâu ngày nó quen, nó quen rồi đó, nó thành nếp rồi đó, thì họ sẽ nhận ra một điều mà cái người học lý thuyết không có hiểu. Lời Phật đặc biệt lắm, lời Phật đó là chỉ có thể được chứng nghiệm qua cái người thực hành, chứ còn về mặt lý thuyết rất là khó hình dung. Đó là người tu tập hơi thở mà đúng, tôi lâu ngày đó. Thì đúng là sao, là buổi đầu là mình chỉ biết thở ra, biết thở ra, thở dài vào, biết thở vào, lâu ngày mình sẽ đi thêm những bước nữa, đó là kết hợp cái hơi thở là thân quán, mình kết hợp với thọ quán, với tâm quán, pháp quán. Buổi đầu thì chỉ có hơi thở ra thôi, hơi thở vào thôi, biết thở ra, biết ra vào, biết vào, ra dài, biết ra dài, thở vào dài, biết vào dài. Sau đó mình biết thêm, mình biết rõ mình đang thở ra với cái cảm xúc gì, với cái tâm trạng gì, thấy không? Đó, để đi từng bước. Và nếu mà cái tiến trình, cái hành trình này mà nó được kéo dài, nó được duy trì đến một lúc, bà con nhận một điều rất là thú vị, đó là cái chết nó đến với mình thấy nó rất là bình thường. Là bởi vì thứ nhất mình thấy rằng mình đã chết trong từng phút, cứ hơi thở ra nó là một đời sống, mà hơi thở vào nó là một đời sống khác. Tâm sinh lý của mình đó, trong lúc thở ra nó khác với lúc thở vào,
mà tại vì các vị không có tin gì đó, không? Mà khoa học cũng chứng minh cho mình cái sự thay đổi của cơ thể mình nó diễn ra nhanh lắm nha. Trong mỗi một giây như vậy có bao nhiêu cái chemical reaction, bao nhiêu cái phản ứng hóa học diễn ra trong cơ thể của mình đó, nhiều lắm người vị nha. Cho nên là khoan nói đến cái đề mục là tử thi hài cốt, chỉ riêng cái đề mục hơi thở thôi, nếu mà tu đúng đó, thì mình sẽ thấy rằng mình chết trong từng giây, chết trong từng giây rồi hoặc là chết trong từng phút, chết trong từng giờ. Cái đó nó có lợi lắm, là bởi vì mình sẽ đạt đến cái mức độ mà gọi là buông bỏ toàn diện, toàn triệt, rốt ráo. Thì tu đúng là tu vậy đó, càng tu cái khả năng buông bỏ nó càng tốt. Và tôi nhắc lại lần nữa, cái gì rồi cũng sẽ bỏ lại hết. Đây là cái câu mà mình bắt buộc phải nhớ khi mà nghe bài giảng này nha. Và cái bài giảng, bài kinh thứ hai mà tôi muốn y cứ cho cái bài giảng sáng nay, đó là bài kinh thuốc sổ. Bài kinh thuốc sổ dịch thoát, còn mà dịch trong tiếng Bali là bài kinh y thuật, tê kích chát, tức là bài kinh trị liệu á, gọi là treatment á. Treatment á là Đức Phật thầy dạy rằng này, các tỳ kheo ở ngoài thế gian ấy, thì các thầy thuốc đôi khi phải sử dụng các loại thuốc sổ để tống ra khỏi cơ thể bệnh nhân những thứ mà độc hại, không, những thứ mà gây khó chịu, đau đớn. Thì ở cũng ở đây cũng vậy, ở đây trong cái giáo pháp của Như Lai cũng có một loại thuốc sổ, gọi là thuốc sổ của thánh nhân. Với loại thuốc sổ này á, nó giúp cho là một người có thể được an lạc hơn và được giải thoát, không còn sinh tử nữa. Đấy. Và ngài nói cái thuốc ở thế gian có lúc thành công, có lúc hữu hiệu, có lúc vô hiệu, không? Nhưng mà cái thuốc sổ của thánh nhân nếu mà uống cho đúng thì ngài nói chỉ có hữu hiệu chứ không bao giờ là vô hiệu nha. Thuốc sổ đây của thánh nhân là gì? Lắng nghe chỗ này. Này các vị kheo, khi mà có chánh kiến thì tà kiến bị sổ ra. Có tà tư duy, có chánh tư duy thì tà tư duy nó bị sổ ra. Cứ như vậy mà hãy có bát chánh đạo thì bát tà đạo nó được sổ ra. Mình học cái gì đi nữa mình cũng phải nhắm đến một lý tưởng, đó là học cái gì mà có thể đưa nó vào hành trì được nha. Chứ còn học để thỏa mãn cái gọi là sở thích lý luận, thỏa mãn tri thức thì cái đó sẽ được. Học bất cứ học cái gì cũng phải nhắm đến cái chuyện là học Phật pháp á, phải là cái học này có thể đưa vào hành trì được, đó là một. Cái thứ hai, hành cái gì cũng phải nhắm đến một điều, đó là cái hành trì này nè có thể dẫn đến kết quả giải thoát hay không. Nhớ nha, tôi nhắc lại, học giáo lý cái gì cái nữa cũng phải để ý cái mình đang học này nè có hỗ trợ cho hành trì hay không. Đó, học là để có được nhận thức, đúng không? Thì học là để bổ sung nhận thức, để điều chỉnh nhận thức, mà nhận thức nó là cái điều kiện, nó là phương tiện cho cái hành trì. Nhớ cái đó, học cái gì cũng phải nhớ là học này có đưa vào hành trì được hay không, và hành trì gì đi nữa phải hiểu rằng cái hành trì này nó dẫn về đâu, và cái cứu cánh rốt ráo nhất của hành trì là gì. Nhắc một bài kinh khác, đó là bài kinh Biển Cả ở trong Tăng Chi Bộ. Thì Phật dạy rằng là như đại dương chỉ có một vị mặn, thì cái giáo pháp của Như Lai cũng chỉ có một vị giải thoát. Cho nên mình học cái gì mình phải tự xét cái ông thầy đó, cuốn sách đó, rồi những điều họ nói có thể đưa vào ứng dụng ở trong hành trì được hay không. Đó là bước một. Bước hai, cái con đường hành trì nó dẫn về đâu? Nếu nó dẫn đến cái lý tưởng giải thoát thì được. Còn nếu mà nó chỉ bàn cho vui, dắt mình đi lòng vòng, nó thì nãy tôi đã nói rồi, học cái gì cũng cần biết, tu cái gì cũng cần biết, nhưng mà mình trở thành cái người dễ dàng buông bỏ cái sở hữu, buông bỏ cái sự hiện hữu dễ dàng đó, thì cái đó là tu đúng. Thì tôi nhắc lại lần nữa, anh học cái gì mà anh có thể đem nó vào ứng dụng ở trong hành trì được, và hành trì đó, anh hành trì sao đó mà cái khả năng giải thoát anh ấy được tốt hơn. Giải thoát đây là cái gì? Một, lãnh chứng thánh, cái đó tôi không có bàn nữa rồi. Nhưng mà cái chuyện gần đó là giải thoát đây có nghĩa là anh đối với cái thân này nè, đối với sự hiện hữu của anh á, anh nới cái vòng ôm lại, anh nới cái bàn tay gọi là nắm chặt lại. Mà nới một cách nào? Nãy tôi nói rồi đó, đối với cái chết thanh thản, đó là giải thoát trước mắt. Còn cái chuyện mà chấm dứt phiền não thành thánh nhân niết bàn xa quá, mà cái chuyện trước mắt
là tu cái gì, học cái gì, không? Mà đứng trước cái chết chỉ thấy rằng là duyên đủ rồi, bây giờ nó rã, chỉ nghĩ như vậy thôi. Thường trực nhớ rằng đây là cái xác chưa có chôn thôi, đây là một bộ xương mà chưa có rã hết thịt thôi. Nhớ cái là phải liên tục thấy như vậy. Và tôi nhắc lại lần nữa, bà con có quyền nghĩ về tôi ra sao chuyện đó không quan trọng, nhưng trong bài giảng này tôi phải nói một điều, đó là học cái gì, tu cái gì, tâm niệm cái gì, suy tưởng cái gì, để mà cầm cái phiếu xét nghiệm trên tay á, lòng có thể thanh thản, đó là tu đúng nha, tu đúng. Còn người ta ra sao là chuyện của người ta, nhưng mà tôi báo trước một chuyện, các vị có nghe Bất Kỳ á, dân Bất Kỳ nó nói cái chữ vãi ra quỳnh không, cái vãi ra quỳnh á, thì miền Nam nó kêu là té đó, té nước đó, cái nó có đó. Cầm cái phiếu nó xét nghiệm, cái kết quả xét nghiệm lên đó là nó vãi ra quần chứ không phải không. Thì lúc đó bà con mới nhớ lại cái lời tôi sẵn là tu tập cái gì ngay bây giờ, ngay bây giờ phải thu xếp để mà gọi là tu tập, đúng không? Hơi thở tu nạp tiệm, tu tập đề mục bất tịnh, từ đề mục tử thi hại cốt xương trắng nhiễm cần biết, thì bắt buộc là phải có một đề mục để mà buông dần, buông dần. Bởi vì nhớ cái này, mình có thương thích cái thân này, tài sản này, tình cảm này, uy tín chức vụ này cách mấy, thì chắc chắn sẽ có ngày mình bỏ mình đi. Khi mà ta không thể thay đổi được cái thực tế đó, thì ta đành phải thay đổi cách nhìn của mình cho bớt khổ nha. Tôi nhắc lại, khi mà ta biết mình không tránh được, mình không có thay đổi được cái tình hình, thì đành phải thay đổi cái cách nhìn của mình thôi. Thân này trước sau cũng phải nằm xuống, cũng phải sình trương chảy nước, dồi bọ, sớm muộn gì cũng bị đem đi đốt, đi thiêu. Chuyện đó mình tránh có được. Mà bây giờ hôm nay, bây giờ mình cuốn quýt, mình hoảng loạn hay sao? Thì chỉ còn có một cách là mình đổi cách nhìn. Và tôi thấm thía được một chuyện, đó là trên đời này có rất nhiều, không phải rất nhiều mà là hầu hết chuyện mà mình không nghĩ tới nó thì nó không có tồn tại. Tôi nhớ chỉ trừ ra có bốn chuyện thôi, đó là nợ nần, pháp luật, bệnh hoạn và thù oán. Bốn cái này thì mình quên nó vẫn có, không? Chứ còn ngoài bốn cái này ra đó, thì tất cả những cái khác đó, mình không nghĩ tới nó thì nó không có. Nhớ nha, mình không nghĩ tới nó thì nó không có. Chỉ trừ ra bốn cái thôi. Một là cái mối thù của ai đó đối với mình, không? Hai là vấn đề pháp luật, ba là bệnh hoạn, và bốn là nợ nần. Trừ bốn này ra thì mà tôi tin rung rung này thì cái vụ bệnh hoạn thì tôi không biết, ba cái kia thì tôi nghĩ chúng quý vị cũng có. Thì trừ ra bốn cái này đó thì cái gì trên nền này nó là do mình nghĩ nó mới có. Thí dụ như mình sợ chết, sớm muộn gì mình cũng chết, nhưng mà tại tôi cứ nhớ cái chuyện này nè, tại sao mấy ông Hồi giáo tà kiến manh động mà họ lại dám ôm bơm tự sát? Vấn đề là cái nghĩ của họ, cái nhìn của họ về cái chết. Tôi không có kêu quý vị hãy suy nghĩ như mấy ông Hồi giáo cực đoan để rồi các vị tự sát, tôi mới xuống nha. Nhưng mà tôi chỉ gợi ý thôi, nếu các vị có huệ căn, các vị hiểu tôi nói cái gì. Cái chết nó có đáng sợ hay không? Tại sao có kẻ dám can đảm tìm đến cái chết? Như vậy thì cái vấn đề ở đây là do cách nhìn của mình thôi nha. Thì thay vì mình tự sát theo cái kiểu mà của mấy ông Hồi giáo, không? Thì thôi thì ngay từ bây giờ mình nên tự sát bằng một cách hiền thánh. Tự sát này có nghĩa là mình hủy đi cái ý niệm tôi là, hủy đi ý niệm của tôi, đó là một kiểu tự sát minh triết. Tự sát này không có nghĩa là tự mình làm cho mình mất thở, nín thở, không phải. Mà tự sát này có nghĩa là ngay từ bây giờ mình phải coi mình là một cái xác chết chưa có chôn. Tôi cho rằng đây là một chuyện rất rất là quan trọng, rất là quan trọng, phải chết ngay từ bây giờ. Và phải nói như thế này, có một câu chuyện rất là rùi bu, mà tự nhiên nói thế này nó nhớ, mà thấy nó cũng cần thiết, biết đâu có một vài người trong lớp này cũng nó lại giúp cho họ được nha. Có một câu chuyện ngắn tôi đọc, tôi quên mất không biết ở đâu, của ai tôi không nhớ, mà chỉ xác định là một câu chuyện ngắn của người khác, phải là của tôi, not mine nha. Một câu chuyện ngắn được viết
vào thời này, nhưng mà nó mang cái hơi hướng phản phất cổ phong, nửa giả sử, nửa huyền thoại, nửa cổ tích, hơn một phần cổ tích, một phần giả sử, một phần huyền thoại, một phần mông lung, chỉ có một góc nhỏ là nó mang tính thời sự thôi. Đó là ở một cái ngôi làng không có tên, nằm giữa một vùng, một bên là sông nước, một bên là núi cao ngàn trượng. Thì ở đó người ta có một cái truyền thuyết là bên trong vượt qua cái quãng nước rộng mà mù mịt sương mờ đó, đó ở trong đó là trụ xứ của các bậc hiền giả, trong đó đẹp như là đào nguyên bồng lai vậy đó. Mà trong đó có những ông tiên sống nghìn tuổi và những bậc hiền giả biết hết chuyện thế gian. Trong đó người ta không có biết âu lo, không biết đói lạnh, không biết bệnh hoạn, không biết oán thù, không biết ghen tuông, không biết sợ hãi. Đây. Nhưng mà đường vào đó thì nhiêu khê lắm. Thì ở trong cái làng này có một ông thầy đồ. Ông đọc sách nhiều lắm, ông đọc rất là nhiều tài liệu để tìm hiểu về cái cõi bồng lai bên trong cái rặng núi, mà đường vào được cực kỳ chặt chẽ. Thì ông có một đám học trò, thì ông dạy tụi nó ngoan ngoãn, chữ nghĩa ngon lành lắm, càng học càng trở nên thông thái, ngoan hiền hơn, gia đình nó cảm kích lắm, người ở xa cũng đem con tới gửi, cơm đùm cháo nắm đem con tới gửi. Thì người ta hỏi ông tiền công cũng nói không, tôi dạy những nếu mà con muốn trả công tôi chỉ xin mỗi người một khúc gỗ tốt thôi, gỗ mà không có sợ nước á, một khúc gỗ thôi. Các vị gửi con này mấy năm cũng quan trọng, chỉ xin mỗi người một khúc gỗ thôi, một khúc gỗ, gỗ tốt không có sợ nước. Thì người ta nghe vậy thì nó cũng phải là cái học phí cao lắm, thế là người ta đem tới cho ổng. Đem tới khi mà ổng thấy đủ rồi đó, ổng tập trung đám học trò lại cùng nhau đóng thành một cái bè. Thì học trò nó hỏi để làm cái gì, thì ông nói rằng đó là để cùng nhau đi vào cái cõi bồng lai đó tìm các bậc chân nhân hiền giả. Học trò nó háo hức lắm, và ông nói là chiếc bè này dĩ nhiên không có chở được hết cả các con, cho nên là chỉ một ít được, một ít ưu tú mới được đi thôi. Đứa nào nó cũng náo nức nôn nao, có mấy đứa thì mặc cảm tự ti, e rằng thầy sẽ bỏ mình lại. Nhưng mà khi đóng cho cái bè đó rồi đó, thì ông thầy cũng mới kêu mấy đứa học trò là ông nói phần của thầy sẵn sàng ở lại để nhường cho một đứa đi, thế thầy các con cứ theo hướng đó các con đi, không? Đó là đặc một. Mà nhiều đứa nào cũng muốn đi hết, nó không ngờ là thầy đã nhường cho nó. Chiến thứ hai cũng vậy, chiến hai cũng đóng xong sửa soạn đi, thì cũng trong đám học trò cũng có người muốn cũng đi nhưng mà cũng nhường. Thì tới cái chiến thứ ba đó, trò sách đi, thì trong làng có một cái người con gái còn trẻ mang cái bụng bầu tới khóc. Đó là cô đã trót dại với một người thanh niên trong làng cũng có mang, mà bây giờ cô sợ làng họ dùng, người trong thôn họ dùng cái lễ làng rồi bức tử cổ, bắt cổ phá thai và có thể giết chết cổ, hoặc là phạt nặng cổ, có thể là đóng rọ thả sông cũng chừng. Cho nên cô nói bây giờ để cứu được cổ là trong đám đàn ông con trai ở trong cái lớp học này có người đứng ra gánh giùm. Thì học trò không đứa nào nhận hết, cuối cùng thì ông thầy không đứa nào nhận. Ông ra trước làng, ông nói ông đã trong một phút gọi là thiếu kiểm soát, ông đã giằng với cái cô này, giờ ông xin chịu trách nhiệm về cái bụng của cô này. Thì coi như bao nhiêu cái phỉ nhổ trong làng đều đổ hết đầu ông. Cái câu chuyện này nó sâu chỗ này nè. Lâu nay ông là một vị thầy khả kính, thì tôi thích cái câu chuyện này lắm. Lâu nay ông là vị thầy khả kính, cả làng và những cái vùng xa xôi coi ông là một bậc hiền thánh. Rồi thì bao đám học trò, ông có tâm thế tất cả học trò, rồi lòng kính yêu của mọi người, lòng tôn trọng thần tượng suy tôn của mọi người. Nhưng mà hôm nay cái vị nghe kỹ chỗ này, đóng bè để đi vào gặp các bậc chân nhân hiền giả trong chốn bồng lai, nghe là mà thấy mê rồi, mà ông chấp nhận ông nhường hết cho mọi người, để rồi bản thân ông đó, trong chiến cuối cùng này ông đứng ra ông gánh cái nỗi ô nhục này, từ chối chuyến đi vào cái cõi bồng lai đó. Và khi người làng họ ghé lạnh ông đến mức từ cái tôn trọng trên trời họ đưa ông xuống tới sình, rồi gặp mặt ông người ta nhổ toẹt trước mặt ông,
lời ra tiếng vào, và cuối cùng những cái mà thổ sản nông sản bỗng làm ra đó, rá rổ mỏng đang sọt tre bán bán mua, rồi rau củ trái cây mỏng trồng người ta cũng không mua, sống không nổi. Cuối cùng ổng đành phải cùng với cái cô gái mà có chữa hoang đó, đó xuống cái bè bỏ đi. Mà lần này ổng đi đâu? Ổng đi lần này ổng đi bằng cái tâm trạng của một cái người đã mất hết không còn gì, và đúng là lần này ổng đã vào được tới chỗ bồng lai kia. Tôi chỉ nhớ câu chuyện ở đại khái như vậy. Thì ở đây phải nói thế này, chúng ta còn thấy mình là cái gì đó ghê gớm đó, thì chúng ta cứ quẩn quanh, nhà cứ quẩn quanh trong cái cảnh giới của trẻ con thôi. Phải nói như vậy, chúng ta còn thấy mình là cái gì đó ghê gớm, trong khi mình nhớ rằng Đức Phật đã dùng vô lượng phương tiện để ngài phân tích cho mình thấy chúng ta chỉ là sáu căn sáu thức cộng lại mà thôi. Sáu căn sáu thức tức là lục căn lục thức cộng lại chúng ta vậy đó. Chúng ta chỉ là 32 món uế trược cộng lại thôi, chúng ta chỉ là 13, 14, 25 cộng lại thôi. Mà ngài đã nói không biết là bao nhiêu lần mà chúng ta không nghe, chúng ta cứ lén lén nghĩ là mình cái gì đó quan trọng quan trọng. Thì tôi giảng, tôi nói lại, tôi giảng cầu may thôi. Cho đến bao giờ mà các vị còn thấy rằng mình là quan trọng thì các vị đừng hòng đi vào được cái trụ xứ của chân nhân hiền giả, không thể được. Bởi vì có con đường vào đó, cái chuyện đầu tiên là mình phải có phương tiện. Phương tiện đây là cái gì? Các vị đã ở trong cái chỗ một cõi bồng lai đó, mình đến đó mình chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là một là phải leo núi vạn trượng, hai là phải đi bè. Mà dầu đi bè hay là leo núi vạn trượng vách đá treo leo thì cái hành trang hành lý phải gọn nhẹ đến mức nào đó, không thể dư một gram bởi vì nó sẽ làm cho mình nặng vai, mà không thể thiếu một gram vì nó sẽ làm cho chuyến đi bị khó khăn. Cái vấn đề nằm chỗ đó, dư thì nặng vai mà thiếu thì khó khăn. Cái hành lý nó vừa đủ thôi. Đi bè mà, không? Mà khi mà mình còn cái ý niệm tôi là, rồi cái này là của tôi, không? Thì lúc đó mình nặng lắm. Mà đã nặng rồi làm sao mà leo núi, nặng làm sao mà đi bè được, không? Ở đây ai từng đi trên sông nước thì biết hiểu điều tôi nói nha. Ai từng leo núi thì hiểu điều tôi nói. Ai từng trekking trên núi hiểu điều tôi nói. Các vị biết tôi chỉ có một cái ba lô, trong đó có một chai nước, một trái táo, một trái chuối, một cục bánh mì và một cái áo ấm mỏng tôi nhét ở trong đó. Khi nào lạnh thì khoác, còn không thì tôi để phong phanh thì tôi leo. Bên Thụy Sĩ nè, chung quanh chỗ tôi là núi không. Mà các vị biết đi có một chút xíu thôi, là cái chai nước nó chỉ có một lít thôi, một cục bánh mì khoảng chừng mấy trăm gram, trái táo khoảng chừng hơn trăm gram, cục bánh mì, trái táo, trái chuối thì chắc khoảng chừng trăm gram. Mà tổng cộng lại thì nguyên ba lô tôi nghĩ là chắc không có quá 3 ký, không? Mà càng đi nó càng nặng, tôi nghĩ à, càng đi nó càng nặng nha. Cho nên tôi nhắc lại, tôi đúng là tôi làm sao, tôi đúng là không để mình thiếu cái cần thiết mà không để dư cái không cần thiết, không? Và cái thứ hai, với cái hành trang đó chúng ta phải đi đến được một cái chỗ gì ta, đi được cái chỗ buông bỏ toàn diện. Trên đường đi thì phải có một chút cưu mang như là phương tiện. Tôi nói thiệt chậm nha, trên đường đi thì phải cần có một chút cưu mang như là phương tiện, nhưng mà cái chỗ đến nó phải là cái chỗ mà ta rũ bỏ toàn bộ những gì trong tay, trên vai, trong lòng, trong tim và trên hết là trong cái óc của mình, buông hết. Trong bài kinh xà dụ, ví dụ con rắn ở trong Trung Bộ, Phật dạy rất rõ: chánh pháp còn phải bỏ, hà hú là phi pháp. Nhiều người không hiểu cái này, chánh pháp phải bỏ là sao? Phải coi tất cả công đức, phước báo, tu hành, thiền định, nó là phương tiện. Chứ còn khi mà mình dừng lại, mình thỏa mãn, mình tâm đắc với nó là mình đã chết với nó rồi. Nhớ nha, công đức phải làm, gặp dịp không bỏ. Không, gặp dịp là không bỏ, công đức là phải làm, gặp dịp không bỏ. Ác tránh được như có thể, thiện phải làm ngay như có thể. Nhưng mà phải luôn luôn nhớ rằng chỉ cần có một chút tâm đắc trong cái mà mình có được, làm được, hiểu được, không, tu được, chỉ một chút tâm đắc
là chết ngay. Nó lạ như vậy, nó lạ lắm. Cái đường đi vào cái trụ xứ của chân nhân hiền giả nó đặc biệt như vậy. Đi vào đó, đó là chúng ta phải đi băng qua một cái cầu mà được đan bằng những cái sợi tơ nhện. Chúng ta phải nhớ như vậy. Con đường đi vào cảnh giới hiện giả, chúng ta phải băng qua một cái cầu được đan bằng những cái sợi tơ nhện. Thiếu nước uống thì khát, thiếu thức ăn thì đói. Mà chúng ta tính làm sao đó mà cái túi hành lý đó nó đủ để chúng ta không đói không khát, không? Nhưng mà cái trọng lượng của nó đủ để chúng ta đi trên được, đi qua được cái cầu đó. Tôi nhớ có một cái câu chuyện rất là thú vị. Là ở bên Tàu ấy, ở Hà Nam ấy, nó có cái chùa mà nhiều cổ vật lắm. Mà cái tất cả cổ vật đều để trong một cái building hả, những cái kêu đó cái gì về đây một cái building mà chung quanh là cái hồ nước. Mà đặc biệt là bao nhiêu năm nay ở đâu mất chứ đó mình không có mất, mà nếu có mất thì nó cũng chỉ rớt ở ở trong hồ nước chứ nó không đi xa. Nếu mà có mất bị trộm vô thì nó chỉ rớt cái hồ nước thôi chứ trộm không đem đi được. Tại sao vậy? Thì sau này người ta mới phát hiện ra một cái, tức là những cái gì mà nhẹ đó thì cất ở một chỗ khác, nhưng mà riêng về cái tôi tạm gọi là cái lầu chuông này đi, trên là chuông, ở dưới là cái chỗ để trưng bày cổ vật của chùa. Ông trụ trì, các vị đời trụ trì trước họ đã tính rất là thông minh. Cái cây cầu mà bắc ngang cái hồ nước đó đó, cái tháp chuông đó là nằm giữa cái hồ nước, không? Thì cái cây cầu mà bắc ngang đó, cái cầu đó họ đã tính toán rồi, nó không thể chịu quá 200 kg. Nó không thể chịu quá 200 kg. Và tất trong đó những cái chuông, những cái đỉnh đồng, những cái lư nào cũng trên 200 kg. Mà nếu cộng với cái người khiêng nữa thì cái cầu nó chịu không được. Cho nên muốn đi ngang cái cầu đó là phải đi tay không. Cho nên bao nhiêu đời nay là ăn trộm không cách nào mà lấy được những món đồ trong đó ra hết. Không. Mà có người, có những thằng trộm nó không biết nó rác thì nó rác cầu phải sạch thôi. Cầu phải sạch thôi. À. Cái câu chuyện này chuyện rượu buôn nhưng đó tôi rất là tâm đắc. Có nghĩa là cái con đường mà dẫn vào cái ngôi nhà giải thoát, chúng ta phải đi trên đó với một cái trọng lượng nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Tôi gọi đó là cái cầu bằng tơ nhện. À, gọi cái cầu bằng tơ nhện. Lão Trang, Lão Tử và Trang Tử có một cái ý tưởng rất là hay. Xã hội có loạn là cũng bởi vì lòng người rắc rối. Vì lòng người rắc rối nên xã hội còn loạn. Mà vì loạn mới có pháp luật. Mà càng có pháp luật thì lòng người càng thêm loạn. Cho nên hôm nay mà chúng ta giữ giới là bởi vì chúng ta nhớ. Chúng ta giữ giới là bởi vì chúng ta có quá nhiều cái phiền não. Chúng ta giữ giới là chúng ta hạn chế cái bung sung, cái phát tác của phiền não. Chứ không có cái gì đáng để chúng ta kiêu ngạo hay tự hào hết. Chúng ta bị bệnh cho nên trong túi áo mình mới có thuốc. Chúng ta bị bệnh nên trong phòng của mình, trong nhà mình mới có thuốc. Cho nên chúng ta khỏe đó thì chúng ta đâu cần thuốc. Trong một đất nước có vấn đề đó, thì mới có quá nhiều luật, không? Một đất nước đơn giản như những xã hội nguyên thủy đó, thì người ta không cần luật nhiều bởi vì đời sống ở đó nó hồn nhiên lắm, không? Nhưng mà một cái thế giới, một xã hội mà có quá nhiều luật là bởi vì nó có quá nhiều vấn đề, nha. Thì ở đây cũng vậy. Về mặt giới lực chúng ta giữ được là hay, nhưng mà chúng ta cũng không nên lấy đó là cái điều mà gọi là tâm đắc để rồi gọi là khen mình chê người. Đó là giới, là bố thí cũng vậy, ngồi thiền cũng vậy, phục vụ học hỏi giáo lý cũng vậy. Tất cả các công đức nó đều là những viên thuốc chữa bệnh thôi, nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện nó mà với một cái nhận thức á, đây là thuốc chữa bệnh đó, thì cái người chúng ta nhẹ hiệu rồi. Cái cầu nào chúng ta cũng đi được, sợi tơ nhện nào chúng ta cũng có thể dẫm lên đó để mà bước hết. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tạo công đức mà bằng cái sự tầm đắc, bằng cái sự gọi là hài lòng với bản thân mình, thấy rằng mình có ý niệm rằng tôi là cái này là của tôi là người thế này, tôi là người thế kia, thì bất khi bắt đầu có cái ý niệm đó thì cái trọng lượng chúng ta nó tăng lên. Mà khi trọng lượng nó tăng lên thì chúng ta không thể bước lên được cái cầu dẫn qua bên kia cái bờ giải thoát được. Dầu đó là cái bè hay là cái cầu bằng tơ nhện,
đã nó qua sông hay là leo núi, không, đường về giải thoát thì là phải là mình phải nói đó là con đường leo núi hoặc là con đường qua sông, mà qua sông hay leo núi nó điều kiện cái trọng lượng dư thừa, không, cho nên hôm nay trong bài giảng sáng nay tôi nhấn mạnh một điều, học cái gì thì cũng phải tự xem có cái học này có thể đưa vào ứng dụng trong hành trì được hay không, chứ phải để ngồi lý luận suông. Thứ hai, cái con đường hành trì đó nó có dẫn đến cái sự buông bỏ hay không, mà buông bỏ cái gì thì nãy tôi nói là buông bỏ sở hữu và buông bỏ hiện hữu. Việc bỏ sẽ buông bỏ sở hữu có nghĩa là bớt đi cái nhu cầu hưởng thụ cái ý niệm gọi là chủ nhân, còn cái khó nhất đó là ý niệm hiện hữu. Người không có ba la mật, không có túc duyên giải thoát thì không có thấy được cái này, không thấy được rằng trước khi thành thánh nhân chúng ta hoàn toàn có thể thành tựu được một quả chứng, tuy nó là phàm trí không, nhưng mà vẫn có thể gọi đó là quả chứng. Đó là cái khả năng gọi là coi nhẹ cái hình hài này, coi nhẹ cái sinh mạng này. Coi nhẹ đây không có phải là mình tự sát hay là mình tự quỷ hay là tự hành hạ, không phải, mà coi nhẹ đây có nghĩa là nó có chuyện gì thì mình cũng có thể thanh thản mà đi. Thì tôi cho rằng đó là một cái quả chứng mà phàm phu có thể thành tựu với điều kiện là phải được nỗ lực ngay từ bây giờ, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm phải làm cho bằng được. Và nếu trong room này là có ai đó là người hữu duyên thì tôi mong rằng trong room này có thể là 100 người đang nghe những hàng, thì tôi chỉ cần mong có 5-7 người làm đúng được cái này nha. Kể từ bây giờ tôi chỉ ví dụ một chuyện thôi, là mình ngồi với đề mục hơi thở, tôi tập cái một hơi thở để mà thấy được rằng đời sống của một người nó chỉ là nhiều lần thở vào nhiều lần thở ra, gọi là tu tập đề mục thể trược, gọi là tu tập đề mục hài cốt tử thi xương trắng ha. Ngay từ bây giờ buổi đầu có thể là các vị nghĩ đó là tự kiểm thị, các vị nghĩ sao cũng được, nhưng mà phải ngồi là đọc giống như con nít vậy đó. Tôi chỉ là một bộ xương, hình hài này chỉ là một bộ xương, hình hài này chỉ là một cái xác chưa có chôn, hình hài này chỉ là một cái xác còn ấm. Cứ thử như vậy nha, một ngày hai ngày cứ liên tục, cứ ngồi qua cả năm, cứ suy niệm như vậy, đây chỉ là một bộ xương mà thịt nó chưa có rã hết, đây chỉ là một cái xác còn ấm chưa có chôn. Cứ liên tục tâm niệm như vậy đó, thì 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, tôi tuyệt đối tin tưởng rằng là quý vị sẽ có được một cái đời sống nội tâm cực kỳ nhẹ nhàng, mà nhẹ nhàng sẽ kéo theo cái an lạc nha. Đó là nói về xác, còn nói về phần hồn á, Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, nếu mà các ngươi muốn đi tìm một cái gì đó vĩnh cửu ở trong đất nước lửa gió, tuy nó ngu xửng nhưng ít ra nó cũng còn thông minh hơn là đi tìm sự vĩnh cửu trong cái nội tâm này. Bởi vì cái sự vô thường của đất nước lửa gió dòng gì cũng còn chậm, còn cái vô thường của cái tâm này chớp nhoáng, thiện ác buồn vui thiện ác buồn vui, một ngày như vậy nó thay đổi không biết là bao nhiêu lần, nó trên cả tốc độ chóng mặt nữa. Cái gì nhanh bao nhiêu là tốc độ chóng mặt, mà cái này nó trên cả tốc độ chóng mặt, nó nhanh đến mức mình không có lường được nha. Thì như vậy là phải liên tục ghi nhận cái đó để có thể buông bỏ được. Còn tất cả ba cái lý thuyết gì của thầy bà gì tôi không có ý kiến nha, tôi không ý kiến, nhưng mà theo trong thân định đạo đó thì phải thường xuyên suy niệm. Hành giả một ngày nó phải có 4 cái đề mục thường xuyên suy niệm. Một là niệm Phật, không, hai là niệm từ tâm, ba đó là quán bất tịnh, và 4 là niệm sự chết. 4 cái đề mục này gọi là Arakakakamathana, gọi là 4 đề mục hộ thân. Thì cái đề mục ở trong đó là tôi đặc biệt là đề mục tôi tâm đắc với đề mục niệm chết. Thì niệm chết thì nó có 2 trường hợp, một là niệm chết trụ tượng, hai là niệm chết cụ thể. Niệm chết trụ tượng có nghĩa là mình cứ suy niệm bằng cái đầu mình thôi, không, mình suy niệm rằng mình trước sau cũng chết, mình chỉ là một này trong thân tịnh đạo nói nha, mình chỉ là một con suối mùa hạ chờ cạn khô,
mình giống như một cái người, mình giống như một ngọn đèn leo lét, mình giống như một người lính mà đang sống, một lính bị trọng thương mà đang sống với những giọt máu sau cùng, nó cứ nhỏ giọt đến một hồi cạn máu thì mình chết. Mà đúng như vậy không? Hôm nay trong đêm này quý vị có thể 50 tuổi, 60 tuổi thì coi như các vị đã bị trọng thương rồi đó. Bây giờ mình đang sống bằng những giọt máu cuối cùng. Hoặc là các vị có quan sát cái chai nước biển ở trong bệnh viện, nó nhiễu từng giọt từng giọt. Tôi không có kiên nhẫn, tôi sợ nhìn cái gì mà chậm lắm. Nhưng mà trong thời gian tôi nằm bệnh viện tôi mới nhận ra một điều, nó chậm mà nó đều thì tốc độ nó cũng đáng kể lắm. Không, cái đó quan trọng nha, tôi đang nhắc lại, nó chậm mà nó đều thì tốc độ nó cũng đáng kể lắm. Không, ví dụ như bây giờ các vị cứ nhìn cái đồng hồ, các vị nhìn cái gió đó thì dễ là nó đi chạch 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 chạch, nhưng mà các vị nhìn cái kim phút là mình thấy là nó chậm cỡ nào. Còn cái kim giờ là đừng có hòng mình nhìn nó chậm lắm. Nhưng mà đừng, giả sử mình đừng có nhìn ha, mà mình để nó đi từ 12, từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều nó đi qua mình không có thấy. Nó đặc biệt như vậy. Đây là bài học mà các vị phải xâm lên người không? Một bài học nghe qua nó rất là kỳ không? Tức là không ai đủ kiên nhẫn để mà nhìn cái kim giờ trên cái đồng hồ hết. Nhưng mà chỉ cần mình làm lơ nó đó, thì 6 giờ sáng qua 6 giờ chiều nó nhanh đến mức mà hoang tưởng. Nhanh lắm, nhanh lắm. Cái việc tôi không biết ở Việt Nam thì ở bên Âu Mỹ, tôi sống bên Mỹ, tôi sống bên châu Âu, là mọi thứ trong xã hội đều lấy cái ngày cuối tuần làm mốc. Ví dụ như là cuối tuần này đó là thôi nôi của ai, rồi đề thái của ai, rồi cuối tuần sau là đám cưới đám ma cúng dỗ của ai, rồi cuối tuần sau đó là tân gia của ai. Ví dụ như vậy, người Âu Mỹ thì luôn luôn họ lấy cái cuối tuần làm mốc. Hoặc là có nhiều chuyện mình ở ngay cả bên thụy sĩ này, tôi phải cuối tuần tôi mới về gặp phật tử giúp, ví dụ như vậy. Thì cứ lấy cái cuối tuần làm mốc thời gian đó, thì có vẻ thấy thời gian nó qua nhanh kinh khủng lắm, kinh khủng. Những đất nước mà người ta không có biết quý thời gian thì đất nước đó là phát triển được. Ví dụ như Việt Nam, một lực lượng thanh niên đàn ông khỏe mạnh hùng hậu mà đem đốt thời gian bằng cảnh là khi một ly cà phê ngồi 4 tiếng đọc cho xong tờ báo rồi tặng gẫu nói dốc không, rồi đi làm gì đó chút đỉnh là buổi chiều, rồi về nhậu cho tới khuya ối bữa tùm lum lê lết vậy đó. Họ không biết quý thời gian. Chứ một cái dân tộc mà sống biết quý thời gian, họ làm được rất là nhiều việc nha. Tôi nhắc lại, mình không có đủ kiên nhẫn để mình nhìn cái kim giờ trong đồng hồ, nhưng mà cứ làm lơ nó đi thì một ngày nó qua nhanh lắm quý vị, nhanh lắm. Đây cũng vậy, cứ mỗi ngày có tâm niệm đều đặn, tâm niệm đều đặn như là có thể. Đây chỉ là một bộ xương chưa rã hết thịt, đây chỉ là một cái xác chưa có chôn, nó chỉ còn ấm thôi. Cứ luôn luôn tâm niệm thì một ngày hai ngày như vậy thì chắc chắn sẽ có một lúc các vị thành tựu được những cái điều mà tôi nói. Đó là đối diện với cái chết là thanh thản hơn. Và tôi nói lần lần nữa nha, đó là các vị có học đạo cách mấy, có giỏi giáo lý cách mấy, có đi chùa có làm phước cách mấy, nhưng mà đứng trước cái chết mà quý vị còn hoảng loạn thì tôi cho rằng là chưa đúng. Đối với tôi vậy là tôi chưa đúng. Cái chuyện đắt được cái gì không tôi không có dám bàn nha, vì cái chuyện đắt ghê gớm quá. Đắt là ghê gớm quá. Sẵn đây tôi nói luôn một chuyện, trong chú giải thì nói là cái giáo pháp này là tồn tại 5.000 năm, nhưng mà trong chính tạng ấy, thì nói là cái giáo pháp của Đức Phật chỉ tồn tại có 500 năm thôi. Tức là kể từ khi mà Đức Thế Tôn Niết Bàn trở đi 500 năm không? 500, thì là mất. Chính Đức Phật Ngài kể, chính Ngài trong kinh Ngài kể, mà đây nhiều bà con đã đọc về kinh đó, không? Ngài chỉ xác nhận cái giáo pháp của Ngài nó chỉ tồn tại có 500 năm thôi. Ngài kể là sự tồn tại của diệu pháp cái 500 năm. Sau đó Ngài không có kể nữa. Và tại sao vậy? Là bởi vì những cái điều mà nãy giờ tôi nói đó, đối với người hữu duyên đó, họ chỉ nghe được một chút là họ bỏ vô gốc cây họ ngồi rồi. Còn mình bây giờ nói cách gì đi nữa, cả người nói lẫn người nghe, nói gì thì nói, nghe gì thì nghe, nhưng mà chỉ cần mà xong cái buổi giảng đóng rơm một phát là mình quay trở lại đời sống bầy hầy bê bối bề bộn bụi bặm của mình liền nha. Trong khi đó cứ nhớ cái này quan trọng nè,
Tôi sẽ làm sao để không còn sợ chết? Tôi sẽ làm sao để không còn chết? Khi mà bà con coi thường được cái chết thì bao nhiêu cái thị phi đó, tôi xin thề đọc, nó thành rác hết nha. Khi mà mình có cái gan mà nhìn cái chết nó đến thì thị phi nó là rác. Mà khi mà mình coi nhẹ được thị phi đó, thì bao nhiêu cái khoái cảm gì trong đời sống là chỉ là rác. Tin tôi đi, ngay từ bây giờ bà con phải làm nha, ngay từ bây giờ nha. Tôi nhắc lại, bao nhiêu cái lý thuyết, bao nhiêu kỹ thuật, bao nhiêu hướng dẫn cao siêu tôi không có ý kiến, mỗi cha một ý nha. Nhưng mà ngay bây giờ bà con phải tự hỏi mình, cái pháp môn này có thể giúp cho tôi bỏ được hai cái dính mắc hay không? Một là dính mắc trong hiện hữu, hai là dính mắc trong cái là hưởng thụ, bớt hưởng thụ lên. Mà nếu chỉ kể cho đủ là giảm được cái ba cái ý niệm thích hiện hữu, thích hưởng thụ và thích sở hữu, không? Thì chính ba cái này mà nó bớt được thì bà con mới khá, mới nghĩ đến chuyện chứng thánh. Nhưng mà chuyện trước mắt là cái hiện hữu, dầu khổ như điên nhưng ai cũng tham sống sợ chết nha. Đây là cái chuyện phải nhớ, dầu khổ như điên, giật gấu vai vai ha, nhưng mà ai cũng tham sống sợ chết. Bây giờ phải làm sao mà trước cái chết mình có thể thanh thản được? Tôi biết đề tài sáng nay rất là khô, nhưng mà đặc biệt tôi lưu ý đến những bà con hữu duyên chia sẻ cái quan điểm này. Và tôi nói lần nữa, bây giờ bà con ok, nhưng mà cái mầm bệnh mình không biết trong người bị cái gì. Lâu lắm rồi các vị có đi khám bệnh định kỳ không? Các vị có chắc với tôi các vị không có bị ung thư không? Các vị có chắc với tôi các vị không bị sạn thận không? Các vị có chắc là đường của các vị, cholesterol các vị ok, tim mạch tăng xong, huyết áp các vị ok xong đó, tôi mới hứa nha. Mà từ lúc mà bác sĩ họ phán là đã bất trị rồi đó thì quý vị cố quýt lên, mà lúc đó muộn màng rồi, lúc đó không có thầy bà nào giúp được mình hết, không có thầy bà nào giúp hết. Ba cái vụ mà tụng niệm gì bây giờ mình còn sung lát, tôi thấy bà con còn sung lát, mặc đồng phục rồi chân bông bưng hoa đội đèn rồi đi chùa kiểu mà nhí nhảnh chảnh chẹ, đi kiểu là ngựa đó, mình còn sung lắm. Nhưng mà tới cái hồi mà nó mà biết phút cuối rồi, nó điên lên, không? Mình nhìn cái gia tài 80 tỷ mình đi rồi, thằng chồng còn ngon quá, rồi thế nào cũng sẽ rước cái con khác về, rồi con của mình nó sẽ làm sao? Hoặc là bây giờ mình đi rồi, rồi con vợ mình nó ở lại, nó rước cái thằng khác về, có tiền mà. Đấy. Rồi bao nhiêu cái mà bỏ ra mấy chục năm, mình tưởng mình còn hoài, nhưng mà chỉ cần bác sĩ phán một phát thôi, một phát mà không cần bác sĩ phán, bác sĩ chỉ nghi thôi, bác sĩ chỉ cái mặt bác sĩ hơi nghi một chút, thầy giọng cười đã quá đằng này, lúc ông cầm cái kết quả xét nghiệm mà mặt ông hơi trùng xuống, rồi ông nói nhỏ gì với người nhà của mình là coi như mình đã vãi ra quần rồi nha. Cho nên sáng nay tôi tặng các vị một món quà triệu đô đó nha. Đó là ngay từ bây giờ hãy nhớ, học cái gì thì phải coi cái học này có đem vào ứng dụng hành trì được hay không, và hành trì cái gì, coi cái hành trì đó có dẫn đến một cái khả năng buông bỏ hay không. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ trong hai ý niệm hiện hữu và sở hữu. Tu đó là tu đúng, không? Tu làm sao á mà thấy rằng cái này, tôi nói thiệt chậm, cái này phải ghi nha. Tu và học như thế nào để thấy rằng ác pháp dứt khoát phải tránh, thiện pháp dứt khoát phải làm, nhưng nó chỉ thuần túy là phương tiện. Nhớ nha, ác pháp dứt khoát phải tránh, thiện pháp dứt khoát phải làm, nhưng nó trước sau chỉ là phương tiện. Phải buông luôn ngay ở trong cái thiện. Buông là buông, những người họ tưởng buông là không có làm thiện, sai. Vẫn phải làm, bắt buộc phải làm, sống chết gì cũng phải làm, nhưng mà bằng một cái ý niệm nhận thức rằng nó chỉ là phương tiện thôi. Mà tại sao tôi nhấn mạnh cái này? Bởi vì mình buông hết mà mình còn giữ được một cái gì đó thì mình chưa có khả năng chết trong quý vị. Tin tôi đi, còn có một chút xíu nắm níu là không cách chi mà chết nổi đâu nha. Tất cả phải buông hết như có thể. Và 50 trở đi thì cái phải nói là cái cơ thể của mình nó tha hồ, nó tính sổ, nó kiếm chuyện. Tính sổ nghĩa là đó giờ mình nợ nần bao nhiêu với nó đó, không? Là bây giờ nó môi nó tính hết, mà cộng với cái lãi nó hoang tưởng. Tôi cho biết
không có nhà băng nào mà tính lãi giả mang như là cơ thể của mình. Tức là bao nhiêu năm qua mình phung phí sức khỏe, mình đã lạm dụng nó như thế nào ha. Bây giờ nó tính cả lãi lẫn lời, mà cái lời, cái phần là cái lãi ở đây là nó tính coi như 80% cho các vị biết sau tuổi 50, đúng không? Còn trong trong mình thấy là cũng có những người đang ok, họ cười thầm của nó, tại sao ông bi quan quá vậy. Thì tôi xin nói rằng là đa phần, tôi đang nói đến số đông thôi, nhưng mà còn những vị mà thấy mình đang ok đó, thì tôi xin báo trước một chuyện, đó là sáng nay ok mà trưa nay chiều nay tôi không có hứa nha. Chứ đừng có thấy mình mới đi khám định kỳ xong mình về mình ngon lành, cái đó tôi không có hứa, tại vì khó nói lắm, không. Cho nên nếu mà tu cho đúng là phải tu như thế nào mà để mà có thể đối diện với cái chết một cách thanh thản, đó là cái tiêu chí. Chỉ còn cái hỏi sư ơi tu sao cho đúng, tôi mệt quá, bây giờ hỏi mình tu có cần học không sư? Cần thiết. Muốn nấu một nồi canh còn phải biết cái rau củ quả mà mình luyện cho đó. Nói gì là tu là cái gọi là trụ tượng mà, không à, phải học chứ. Nhưng mà sẵn tôi nói luôn, phải học lý thuyết để lấy cái đó làm phương tiện hành trì. Nhưng tới lúc mình đã hành trì rồi, tự động mình quên sạch rồi, tự động mình không có còn 13, 14, 25 nữa, tự động nó đi vào khung nha. Nhưng mà trên lý thuyết phải học, học rồi buông, nó tốt hơn là không học gì hết. Hôm nay nó có rất là nhiều cái truyền thống chủ trương rằng cư sĩ không nên học, đặc biệt là học di ba cái giáo lý A Tỳ Đàm gì đó nhức đầu. Có vị còn bài xích nói rằng cái đó không phải lời Phật, tùm lum rất là mệt mỏi. Nhưng mà họ quên một chuyện, đó là ai là người có thẩm quyền để đưa cái đó vào trong tâm tạng, trong khi Nam Nam Tông là vô địch về bảo thủ, không ai có thẩm quyền mà đưa nó vào. Và nó phải có cái lý do gì nó tồn tại 2-3 ngàn năm nay. Thứ nữa là khi mình muốn bài xích cái gì thì mình phải coi trong đó nói cái gì nha. Chứ không thể nào mình bài xích khi bản thân mình không biết trong đó nói cái gì, biết mơ hồ lan man về bài xích thì tôi e là không nên, mà đặc biệt đối với Phật pháp nha. Nhớ nó cẩn thận, phải học, phải học. Nhưng mà có một điều phải nhớ kỹ thế này, nó có thường nó Phật tử mình có hai cái nhóm cực đoan. Nhóm một cho rằng cái giống gì cũng phải học hết mà họ không có thời giờ để hành trì, đấy là tôi cho là cực đoan một. Cái nhóm thứ hai cho rằng là tu không cần học gì hết, giữ cái tâm cho nó thanh thản buông hết, nghe thì sướng thiệt đó, nhưng mà biết cái gì mà buông nó khổ như vậy. Cái tâm mình là tâm viên ý mã, mà tâm viên nó là giống như con khỉ con dựa, nghĩa là nó chụp được là chụp, ý mã là nó giống như ngựa vậy, nó chạy rồi nó chạy. Mình không học giáo lý được thì mình nói mà cái chuyện mà mình không học, mình làm sao mà mình biết hoài nghi là cái gì, dục ái là gì, à, hôn trầm là cái gì, à, phóng vật là cái gì, mình không biết. Thì không học cái đó thì là quán tâm là quán cái gì. Cứ học xong rồi bỏ, bỏ ra là gì, bỏ ra là mình không còn nhớ nó như cái kiểu mà từ chương của con nít nữa, mà tự động trên cái nền tảng của cái biết á, à, trên nền tảng của cái biết á, mình mới đi đúng, chứ không phải là mình cõng cái biết nó lên vai. Nhớ nha, tôi ví dụ như các vị đã học xong 12 năm đầu đời, từ lớp 1 đến tú tài, có nhiều thứ kiến thức bây giờ các vị không có xài tới nữa, nhưng không phải nó vô ích đâu quý vị. Dầu đó là toán, lý, hóa, văn, sử, địa, có nhiều thứ mình bây giờ đã lâu lắm mình quên mất rồi. Sau khi mình xong cái lớp 12 là mình vô đại học là mình có rất là nhiều thứ mình quên sạch, nhưng đừng có nói là nó vô ích. Nó là cái nền mà mình biết. Nó là cái nền. Thí dụ như bây giờ nói về sử đi, mình không nhớ là Trần Quốc Toản là sinh năm mấy, mình không nhớ cái hội nghị Bình Thang Diên Hồng là năm mấy, mình không nhớ đó là vua Trần đánh Trần Nhân Tông đánh Chiêm Thành là năm mấy, mình không cần nhớ. Nhưng mà cứ học xong đủ điểm để thi, không tốt nghiệp. Nhưng mà đừng có cho rằng mình quên đó, cái thằng quên đó, nó giống như cái thằng chưa từng học. Sai, sai. Cái thằng mà nhỏ lớn nó chăn trâu, nó không biết chữ, nó khác. Còn cái thằng nó đã học rồi, nó học về Đinh Lê Lý Trần rồi bây giờ nó quên, thì hai cái thằng này tôi xin thề đọc là khác nhau. Một cái thằng mà nó học về đại số, về lượng giá, mấy cái thằng nó học rồi nó quên sạch, và cái phương trình, cái căn gì đó nó quên sạch. Nhưng tôi xin bảo đảm rằng cái thằng nó học mà nó quên á, cái đầu nó khác cái thằng mà nó chưa từng học. Mà sao cái chuyện này không hiểu mà cứ tối ngày bị người ta hốt cho mấy cái thằng mà tôi không cần học là sao? Khác nhau xa.
có những người Phật tử quen với tôi, họ là dược sĩ, nghe họ nói với tôi thế này: sư ơi, học 100 xài có 20% mà sư ơi, 80 kia coi như hiếm có dịp đụng tới lắm. Cái tôi nhớ tôi hỏi đùa, tôi hỏi: ủa nếu vậy sao hồi xưa mà học 20 được không? Nó học. Tôi hỏi: vậy học 20 thì ai mà đưa chương trình ngu vậy, dạy 100 giờ xài có 20 rồi, vậy bỏ 80 kia được không? Nó không. Cái 80 đó nó làm nền cho cái 20 này cứng cáp, mà đồng thời nó làm nền cho cái đầu của thằng dược sĩ tốt hơn. Mặc dù nó quên rồi, nó mới xài. Nhưng mà đó, nó quên, nhưng mà 80 đó nó làm cái basic, đó là cái background, nó làm cái nền cho cái thằng dược sĩ. Mặc dù nó quên rồi. Cái thằng nó học rồi nó quên, nó khác cái thằng chưa từng học. Cái này nó tới nó lui hoài, cái bị phải xăm. Nếu ai đó tin là tôi thì phải xăm cái này. Là học rồi mà quên đó, hoàn toàn khác với chưa từng biết qua. Đây là bài học rất là elementary, rất là tiểu học, rất là sơ đẳng. Cho nên đừng có vì một cái lời rủa ai đó cho rằng tu là không học vào pháp, đặc biệt là né A Tỳ Đà tùm lum, không có học có nói khác, cứ học rồi liền qua một bên vậy đó mà nó khác. Mà cứ nói hoài mà cứ mà trong rung là tôi nghĩ ai tú tài chứ không phải là dốt đâu. Không, bây giờ các vị học mới lớp 5, các vị cũng phải hiểu cái điều tôi nói nữa. Từ lớp 1 tới lớp 5 mình học bao nhiêu chuyện, mà mình đi vào đời mình xài cái gì trong đời, mình đa số phần lớn vào đời này chỉ còn là cái cộng trừ nhân chia không à, chứ còn ba cái là số âm số dương, ba cái mà bảy cái hàng bản thức mình đâu có còn xài nữa, phải không? Đa phần đời sống mình chỉ có cộng trừ nhân chia. Nhưng mà cái thằng mà nó học hết trung học á, cái đầu nó khác, tin tôi đi, nó khác. Tôi học 400 món ăn mà tôi thường thường tôi chỉ nấu cho ông xã tôi 6-7 món thôi. Như vậy tôi với cái bà nhà quê kia giống nhau sao, tôi học 400 mà tôi giờ tôi chỉ còn giữ được có 6 món cho ổng thôi. Đừng có nói vậy chứ sai. Tôi học 400 món, tôi biết nấu 400 món thì ít ra cái đầu của tôi, nhận thức của tôi về 6 món này nè, nó khác với cái người chỉ biết đúng 6 món. Tôi xin bảo đảm cái đó, bảo đảm 1000% cái chuyện đó. Cái người họ chỉ biết có 6 món, cái não trạng của họ về vấn đề mà nấu nước ẩm thực nó không giống như cái người đã học 400 món mà quên sạch. À, thấy vậy nó có cái nền, mà cái nền nó rất là vô hình vô tướng. À, nhưng mà nó là cái nền đó quý vị nha. Và chúng ta phải biết thế này, cứ mỗi một cái biết, cứ mỗi một kiến thức mà nó có được trong đầu mình thì nó lặng lẽ nó luyện một cái ngu ra. Lạ lắm. Cứ có thêm một cái biết là nó liền cái ngu ra, mà mình biết đó là cái ngu gì. Nhưng mà ví dụ như các vị biết là cái cây cỏ mực nó chữa được cái bệnh xuất huyết nào, thí dụ như vậy, khi mình biết được chuyện đó, đó là mình bỏ một cái ngu ra. Tại hồi xưa mình không biết cây cỏ mực nó làm cái gì, bây giờ mình biết rồi. Còn thí dụ như mình biết rằng trong các cái phương cách tốt nhất để chữa sỏi thận thì mỗi chỗ kia nó tùm lum hết, nhưng mà mình chỉ nhớ cách căn bản thôi, là uống nhiều nước, tránh cái là thịt động vật, mấy cái mà animal protein, tránh những cái mà nó có cái oxalate cao, những thứ rau cải mà có cái chất oxalate cao, thì mình nhớ chừng chừng như vậy. Còn ngoài ra là mình không cần nhớ chi tiết, chỉ nhớ chừng chừng uống nước nhiều, tránh cái thực phẩm có oxalate, rồi tránh những cái mà animal protein. Là nhớ chừng đó thôi. Chứ còn cái chuyện ngày xưa có bị ghi có bao nhiêu thức ăn oxalate nhiều, có rồi trong cái animal protein nó gồm có gì, ngày xưa mình học chi tiết bây giờ quên sạch, nhưng mà nó là cái nền cho cái người tránh cái bệnh sản thận sỏi thận nha. Giáo lý phải học. Cho nên tôi nhắc lại, học cái gì cũng phải coi cái học này có thể đưa vào ứng dụng hành trì được hay không. Thứ hai, cái hành trì đó có dẫn đến cái cứu cánh buông bỏ hay không. Và nãy tôi có cho bà con nghe bài kinh thuốc sổ, thì ngài Đức Phật ngài dạy rằng ở đâu có chánh kiến thì ở đó có tà kiến bị sổ ra. Và trong kinh Trung Bộ Đức Phật ngài có dùng hình ảnh rất là đẹp, đó là ngài nói cái pháp tu giống như cái nêm vậy đó, cái nêm phải mọc. Mình muốn lấy một cái vật ở trong cái màng mộng nó ra thì mình dùng một cái nêm mình gõ vào trong đó để nó dăng cái kia ra. Cái khổ quá đi, phụ nữ không có làm mộc cũng biết, còn dân bà con hải ngoại lâu không biết cái đó. Tức là cái nêm của thợ mộc đó, nó có cái khi mình cần đóng cái gì ra đó, mình lấy cái gì ra đó thì mình cái việc mình lấy cái nêm cái mình chọc cái đó thì nó dăng cái kia ra.
Thì tu hành tức là sử dụng một cách thành thạo mấy cái nên, mấy cái nên đó. Thế gian, sự nghiệp thế gian là gì? Là quân tập, là tích lũy, là chất đóng. Tôi chốt lại bài giảng này nha. Sự nghiệp của thế gian là gì? Là quân tập, là tích lũy, là chất đóng. Còn ở trong Phật pháp, tất cả công đức, kiến thức, trí tuệ, thiền định, hạnh lành nói chung, chúng ta chỉ dùng nó như những phương tiện, chứ nó không phải là cứu cánh. Cái cứu cánh cao nhất của đạo Phật là không còn gì để nắm, và cũng không còn có cái ý muốn để nắm. Không có ý muốn để nắm và cũng không có gì để nắm. Đó là cứu cánh cao nhất của đạo Phật. Đó là sự nghiệp lớn nhất của đạo Phật là gì? Là không còn sự nghiệp gì hết. Nha. Sự nghiệp lớn nhất của đạo Phật đó là không còn gì để gọi là sự nghiệp. À, sự nghiệp lớn nhất của đạo Phật. Còn ở thế gian đó là sự nghiệp phải là cái gì đó mình có thể thấy, nghe, sờ, ngửi, chạm, suy tư, tưởng tượng. Không? Còn đạo Phật thì sẽ có một ngày chúng ta thấy rằng mình không còn, không có trên đời, không có gì để đáng gọi là sự nghiệp. Và bản thân mình cũng không muốn sở hữu thành tựu một cái sự nghiệp nào hết. Cũng như có một lần tôi nói, cái vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Đây là những cái câu mà tôi cho rằng bà con bắt buộc phải nhớ. Phải nhớ. Tôi mà trời, tôi nghỉ trước 15 phút. Chúc bà con một ngày vui và hẹn lại lần sau. Dạ, chúng con xin cảm ơn sư.